Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong hôm nay có gì hot ngày 30 tháng 11 với những tin tức công nghệ cực kỳ nóng hổi không thể bỏ qua. Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt sản phẩm mới cùng Flyme OS thì Meizu đã chính thức giới thiệu flagship mới nhất của mình, Meizu Pro 6 Plus. Về ngoại hình thì Meizu Pro 6 Plus cũng có thiết kế tương tự như các thiết bị trước đây của hãng với khung kim loại nguyên khối. Điểm đặc biệt của Pro 6 Plus là thiết bị này có cấu hình y hệt như là Galaxy Note 7 với màn hình 5,7 inch 2K hỗ trợ cảm ứng lực này, chip Exynos 8890 này, RAM 4GB này, bộ nhớ trong tùy chọn 64 hay là 128GB, cùng camera chính 12 megapixel. Không chỉ vậy, Meizu Pro 6 Plus còn là thiết bị đầu tiên chạy nền tảng Flyme OS 6 tích hợp trợ lý ảo OneMind và giá khởi điểm chỉ từ 10 triệu đồng. Hôm nay thì Sony đã chính thức tung ra bản cập nhật Android 7.0 cho Xperia X Performance và điều kỳ quặc là flagship ZX thì lại không được ngó ngàng tới. Việc tung ra bản cập nhật Android 7 sớm cho các thiết bị X Performance có lẽ là nhờ các phản hồi tích cực từ người dùng thử nghiệm phiên bản beta trước đó. Tuy nhiên mẫu máy này không được bán ra chính hãng tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên nếu ai đang xài máy trên tay thì hãy kiểm tra cập nhật ngay nhé. Nếu bạn chỉ biết tới Hyundai là một sản xuất ô tô thì giờ đây hãng đã lấn sang cả thị trường di động, thậm chí công ty còn có hẳn một trang web dành riêng cho thị trường Việt Nam. Khi truy cập vào trang web này thì các bạn sẽ thấy nó có tới 5 smartphone bao gồm Seoul 7 này, Seoul S6, Seoul 5 và Seoul H7. Mặc dù chưa có thông tin gì về giá bán nhưng dựa vào cấu hình thì các thiết bị này sẽ nằm ở phân khúc tầm trung và giá rẻ. Vậy là người dùng lại tiếp tục có thêm nhiều sự lựa chọn nữa rồi. Trong thời gian gần đây thì Facebook liên tục tung ra các tính năng mới cho người dùng mạng xã hội của mình. Sau khi ra mắt một vài trò chơi đơn giản ở trên ứng dụng Messenger thì giờ đây Facebook đã cho phép người chơi game ngay ở trên Newsfeed thông qua tính năng Instant Games. Hiện tại thì Facebook cung cấp 17 trò chơi bao gồm các đội game huyền thoại như là Pac-Man, Ganga hay là Space Invader. Tính năng Instant Games sẽ được tung ra trước tiên tại 30 quốc gia và nếu chưa có thì bạn hãy đừng buồn mà tiếp tục chờ đợi nha. Trên đây là những tin tức công nghệ cực kỳ hot của ngày hôm nay. Còn bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại.